Sau khi cái con to mình lên DC rồi thì mình muốn test thử thì mình phải cho vô. Mình lên DC nhưng mà chưa chắc máy trạm cho vô được phải không? Mình phải test. À, máy trạm mình nó phải cho vô được thì kể như con DC của mình nó mới thành công, phải không? Rồi, bây giờ mình mở con Win 10 của mình lên để mình cho vô thôi. Mở một con Win 10 nào đó cho vô ha. Cái con này bữa hổm là mình cho vô con DC không, giờ mình phải cho nó về một rút lại rồi mình mới cho vô lại ha. Còn nếu mà cái máy to thì mình cứ cho lại bình thường thôi. Rồi, nói thao tác cho vô ha. Này, để cho vô thì nó cũng không có khác gì ha, là đầu tiên là mình đứng ở con này mình chỉnh lại cái cạc mạng của mình lại ha. Thì cái cạc mạng này á của mình á là mình phải chỉnh cái thông số TCP của các mạng mình á, là mình phải gõ IP của con này là con nào. IP của con này là con Win10, nhưng mà quan trọng là chỗ nào, chỗ cái DNS server này nè là phải là của con DC ha. Cái drive DNS phải là con DC để mình cho như cái con DC, nhưng mà con DC giờ là con co nha. IP này là IP của con co nha. Rồi mình phải chỉnh lại thì mình cho nó mới thành công được. Rồi, và mình thử bin tới con co nó thông chưa, mình bin tới con co mình phân giải tên miền của nó thông chưa. Nếu mình bin tới con co với mình phân giải tên miền mà nó thông rồi thì bắt đầu mình mới cho vô được, phải không bạn? Chứ nếu mà hai con mà nó chưa thông nhau thì làm sao cho vô, phải không? Đó, trước khi làm là mình sẽ bin thử nha. Rồi, giờ trước tiên cái máy này hôm trước là mình đã có cho vô cái con server rồi, bây giờ mình cho nó về quật rút lại, mình cho lại nha. Con này hôm trước là nhớ là mình đã cho vô cái con DC 1 của mình rồi. Bây giờ mình phải vô con này mình cho nó về quật rút lại. Rồi, thì hiện tại cái con này hôm trước là cái con này hôm trước á, là mình đang vô domain rồi đúng không? Bây giờ mình cho vô quần rút lại nha, cho nó về quần rút lại để bắt đầu mình cho lại ha. Tại giờ domain của mình khác rồi, domain nãy của mình nãy là cho về quần rút lại rồi. Đó, nó về quần rút lại rồi nè ha. Cái con co của mình nãy là domain là gì? IP config ship on. Cái domain của mình nãy mình đặt là gì đây? D123.logo ha. Con co mình tên là server co 2K16 ha. À, chút xíu mình phải cho vô những thông tin này ha. IP của mình là 15.0.0.136. Rồi, thì cái con này nó sẽ cho theo thông tin đó thôi. Rồi, đầu lấy con Win 10 này cho vô con co nha. Thử coi nó cho được không. Rồi, bây giờ set lại cạc mạng cho nó ha. Chỏ về con co. Chỏ về con co. cba.cbl. Rồi, chỉnh lại cạc mạng của con này lại. Rồi, con này là mình .0.0.1.4 ha. Con này sẽ là vô là 13 mấy. Con này mình sẽ cho vô cái con 136 ha. Rồi, chỗ này mình nhớ là phải chỏ vô con server core nha. Con core mình giờ nó lên là DC core rồi ha. Đây sẽ là 136 ha. Chỏ vô cái IP của con này nè nha.
15.0.0.6. Gateway nãy mình là 15.0.0.2 đúng chưa? Gateway của mình nãy đây là 15.0.0.2 đúng rồi. Cái subnet mình là 2550 đúng rồi nè ha. Rồi. Ok. Disable cái rồi enable lên lại cái cho nó cấp phê nha. Rồi, giờ test thử coi nó thông mạng chưa. Coi nó thông mạng chưa. Rồi, à, mình bin. Bin. Con server core nãy mình đặt tên là gì? Con server core nãy mình đặt tên là Sơn Core 2K16 ha. Bin. Sơn Core 2K16 chấm đơm 123 chấm local. Rồi, bin relay phải không? Dĩ nhiên trước đó là phải cái gì? Trước đó là mình phải tắt firewall trên con gì? Trên con core ha thì mình bin mới được ha. Rồi. Rồi, mình thử nó lookup luôn, thử coi nó tìm ra không nha. Để xem là DNS nó chạy chưa. Nếu mà DNS nó chạy thì có nghĩa là nó ok phải không bạn? Rồi, mình đã nở lookup cái con core này ha. Server core 2K16 chấm đơm 123 chấm local. Rồi, nó đã phân giải tên miền được rồi ha. Tức là cái con server core 2K16 đơm 123 chấm local là IP là 15.0.0.16 là đúng ha. IP 15.0.0.0.16 là IP của con DC core ha. Phải không? Con DC core của mình. Rồi, để tới đây bắt đầu mình cho domain thôi. Mình vô cái computer mình cho lại thôi. Nhưng mà cái domain giờ nó cho vô khác với cái domain bữa hổm. Giờ mình bấm vô DPC rồi mình cho vô lại. Rồi, chỗ này mình vô đây mình cho vô lại ha. Trên domain của mình giờ là gì? Là đơm 123 chấm gì? Chấm local không? Rồi giờ mình cho vô con co chứ không có cho vô con DC một cũ mình nữa nha. Thì chỗ này là tôi sẽ cho vô cái con cho vô là đơm 123 chấm local. Rồi, coi nó có cho vô được nha. Rồi, nó có hỏi username là ok rồi đó. Administrator password. Nó vô. Rồi, welcome. À, vậy có nghĩa là nó cho vô được rồi. Ok. Rồi, vậy tới đây là chứng tỏ là cái con Win 10 mình nó đã cho vô được DC. Mà DC mình giờ là con to. Phải không? Chứ không phải là con một cái con Windows mà có gai nữa ha. Rồi. Đó. Đó là cái cách để mình cho domain ha. Nhưng mà tình huống mình giờ là làm trên con co. Cho vô con co. Con co là con DC ha. Dưới tới đâu rồi? Tới đó chưa? Rồi. Giờ chỗ này mình sẽ cho nó vô đơn 1 này ha. Nó đang vô đơn 1 rồi phải không? Vô đơn 123 này ha. Username là administrator. Rồi. Này mình sẽ vô là đơn 123. À, cho vô đơn 123 nha. Đơm 123 chấm local. Rồi. 2 là thành công rồi không? Rồi, đó, cho vô thành công rồi ha. Đầu nó đang setup môi trường cho cái user đó phải không? Nó đang tạo profile cho user đó. Rồi, thành công, phải không? Tới đây là cho thành công rồi.